vị, hiện tại thì Nhi đang có mặt tại sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TechFest 2020. Và chúng ta hãy cùng xem là sự kiện này có gì thú vị quý vị nhé. Và tiếp theo bước vào sự kiện thì chúng ta sẽ có ngay gian hàng của ASEAN Viện Đô thị Thông minh. Thì ở đây chúng ta sẽ có một bản đồ mô phỏng lại những cái bố trí cơ sở hạ tầng của quận 1. Như quý vị thấy là ở đằng xa chúng ta có thể thấy tòa nhà của Vitasco nè. Và với ASEAN thì họ đã hợp tác chung với Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng như là một trường đại học khá danh tiếng của Mỹ để tạo ra cái mô hình cũng giống như là một cái kế hoạch phát triển thành phố của chúng ta trở thành một đô thị thông minh trong tương lai. Và trong cái bản đồ Lego này thì mỗi cái block tòa nhà này theo kế hoạch sẽ được gắn một sensor, và vì vậy mà mỗi khi chúng ta di chuyển hoặc là thay đổi bố trí về những cái cơ sở hạ tầng này thì họ sẽ có thể dự báo cũng như là cho chúng ta biết được những vấn đề có thể xảy ra trong thành phố, ví dụ như là về giao thông nào, hoặc là biến đổi khí hậu vân vân và vân vân. Từ đó thì họ có thể đưa ra được những cái kế hoạch có thể giảm tải cũng như là những cái giải pháp giải quyết những cái vấn đề thực trạng gây khó khăn cho thành phố của chúng ta. Các bạn có thể thấy kế bên mình đây là phần trải nghiệm các bạn trẻ đang trải nghiệm VR, và với cái công cụ này thì các chuyên gia của chúng ta cũng có thể hình dung cũng giống như là có thể triển khai những cái kế hoạch rõ ràng hơn và có thể xem thấy và có thể hình dung được đô thị tương lai của chúng ta sẽ như thế nào và có thể tương tác trực tiếp với nó. Vâng, và để tiếp nối chương trình thì mời quý vị đến với một vài chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam. Vâng, thưa ông, trong không khí khá là sôi nổi của TechFest 2020 thì không biết ông hãy nêu một vài đánh giá cũng như là chia sẻ của mình về sự kiện ngày hôm nay ạ. Khi chúng ta xây dựng các cái TechFest vùng như thế này thì nó gần gũi thực tiễn hơn, và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi đến cái sự kiện này họ sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Tôi lại không nói rằng là cái sự hoành tráng, mà tôi lại cảm nhận thấy sự rất là xinh xắn và rất là đẹp đẽ của một cái TechFest mà rất gọn gàng, đủ đầy, nhưng mà cái nội dung rất là phong phú đa dạng. Nhưng tôi có thể khẳng định với các bạn rằng là các ý tưởng khởi nghiệp của các bạn trẻ ngày hôm nay, mà những gương mặt mà tôi nhìn đâu đó quen thuộc đều rất ấn tượng, là vì nó thể hiện cái gì, sự táo bạo, nó thể hiện một cái gì đó rất là thực tiễn, mà tôi đánh giá cao cái câu chuyện thực tiễn. Vì thực ra chúng ta có quyền được nghĩ rất nhiều thứ. Một người có thể một ngày nghĩ 40 cái ý tưởng sáng tạo nhưng nó lại không gắn gì vào thực tiễn thì cũng không giá trị. Trên một startup to hay nhỏ không quan trọng mà gắn thực tiễn. Vâng, và lời cuối chắc là xin ông hãy gửi đến các bạn khởi nghiệp một số những lời động viên cũng như là lời cuối cho sự kiện ngày hôm nay ạ. Tôi chỉ có thể chia sẻ các bạn khởi nghiệp là khởi nghiệp, và đặc biệt khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, là một chặng đường rất khó khăn và đầy chông gai và rất nhiều thách thức ở trước mặt. Chúng ta đang dần chấp nhận cái văn hóa thất bại. Mỗi một cái thất bại, một doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại, nó có một cái giá trị rất là to lớn đối với cả cộng đồng chứ không phải riêng cá nhân họ. Thất bại không có nghĩa là thua thiệt. Thất bại không có nghĩa là khó khăn. Thất bại giống như cụ nói, thất bại chính là mẹ của thành công. Xin các bạn hãy cố gắng. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn ông về những chia sẻ trong ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và để tiếp nối chương trình thì mời quý vị đến với một vài chia sẻ của ông Trần Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Bộ Khoa học Công nghệ. Vâng, chào ông ạ. Vâng, thưa ông, thì không biết là năm nay thì TechFest cũng như là bộ có một số những cái chỉ đạo như thế nào để hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như là các khởi nghiệp trong cái giai đoạn bình thường mới này. Bộ Khoa học Công nghệ cũng xây dựng những cơ chế chính sách, tạo những cái mối trước đây chúng ta thì đưa các bạn khởi nghiệp đó đi sang tận nơi để xem là các nước phát triển người ta hỗ trợ chính sách khởi nghiệp và người ta tạo những cách như thế nào để hỗ trợ chính sách khởi nghiệp. Thì bây giờ đành phải có những cơ chế như là qua những cái kết nối trực tuyến, thì cũng
làm cho tăng cường cái sự kết nối trong giai đoạn đại dịch. Vâng, và có thể nói là TechFest 2020 thì có một điểm khá là đặc biệt là song song với những cái hoạt động TechFest tại trực tuyến tại Hà Nội thì sau đó chúng ta sẽ có một phần là TechFest 247 online trực tuyến. Vậy thì không biết là ông kỳ vọng như thế nào về sự chuyển đổi khá là mới mẻ này ạ? Trong giai đoạn vừa rồi thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp bằng cái sự kết nối trực tuyến của mình vẫn đưa hàng hóa xuất khẩu được, vẫn nhập khẩu được các trang thiết bị. Thì cái đó là cái mà cả hệ thống chính trị cũng đã giúp cho cái việc mà thông thương qua lại. Còn kết nối bằng cái hình thức trực tuyến thì cũng góp phần cho doanh nghiệp Việt Nam. Hai nữa thì chúng ta cũng trước mắt chúng ta cũng có thể thắng trên sân nhà với một cái thị trường 100 triệu dân vẫn còn đang vừa thích ứng với tình hình mới, tức là vừa sản xuất kinh doanh và vừa phòng chống đại dịch. Thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp khi mà đại dịch đã giảm bớt thì chúng ta sẽ có bước phát triển nhảy vọt năm 2021 và năm tiếp theo. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều về những chia sẻ này. Thưa quý vị, hiện tại thì Ý Nhi đang đứng kế bên một bạn trợ lý robot khá là dễ thương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh Tú. Anh là người đã đem bạn trợ lý thông minh này đến với sự kiện của chúng ta. Vâng, xin anh cho biết một số những chia sẻ về những bạn robot ngày hôm nay anh đem đến sự kiện được không ạ? Hiện tại ở đây thì chức năng của con này là dùng để đăng ký và nhận diện khuôn mặt của người đi khám bệnh. Sau khi nhận diện đăng ký và nhận diện khuôn mặt xong thì sẽ chuyển qua máy gọi là máy POT để mà lấy các chỉ số sinh tồn của người bệnh. Trong thời gian tới thì bên phần mềm Âu Lạc và kết hợp với Anta Robotics sẽ đưa những cái máy này áp dụng vào cho bệnh viện Đại học Y Dược. Bệnh Đại học Y Dược trong thời gian tới đó, để có thể giảm tải cái số lượng người đến khám và để giảm tải cái sức lao động của các bạn, của các anh chị điều dưỡng. Thưa quý vị, đó là một vòng trải nghiệm của Ý Nhi tại sự kiện TechFest 2020. Và nếu quý vị có hứng thú thì quý vị hãy tiếp tục theo dõi sự kiện TechFest quốc gia cũng như là sự kiện TechFest 247 trực tuyến tại website này quý vị nhé.